Phú Ông Không Biết Giận, phần 3. Hồng Xiêm! Thằng Hồng Xiêm đâu? Ra! Mày làm cái gì đấy? Sao lại ướt nhẹp thế kia? Dạ, con vừa mới tắm cho con trâu nhà ông. Con trâu nhà ông đúng là ngu, không biết tắm rửa kỳ cọ gì cả. Con phải tắm cho nó đấy, nên người mới ướt nhẹp ra như thế này. Mày thì khôn, nếu con trâu nó tự biết tắm, biết nghe lời thì tao đã không thuê mày, thằng đần. Nghe tao nói đây, mày dọn hết chuồng trâu cho sạch sẽ, nghe chưa? Để cho trâu ngủ hả ông? Cái thằng đần này, để tao đón trâu mới về, dọn sạch sẽ đây. Vâng, con biết rồi ạ. Thế mà bảo là thông minh lắm, chắc ngu lại hoàn ngu rồi. Sao giữa trưa lại có tiếng trẻ con khóc ở đây nhỉ? Sửu, sao em lại ngồi đây khóc? Anh ơi, nhà em bị bắt mất trâu rồi. Sao lại mất được? Đêm qua, trộm nó đột nhập vào nhà em, bắt mất con trâu. Mà con trâu ấy, em yêu nó lắm. Nó có cái xoáy hình âm dương ở trán ấy. Nó thông minh và nghe lời em lắm. Cha em đi báo quan từ sáng sớm nhưng chưa thấy kết quả. Em lo trâu của em vào lò mổ mất rồi nên em khóc. Mọi việc sẽ ổn thôi, em không nên quá lo lắng. Em cũng mong như thế ạ. Thôi đừng khóc nữa, vì khóc cũng sẽ không có kết quả gì mà càng làm mình mệt thêm thôi. Em tưởng khóc thì ông Bụt sẽ hiện ra giúp cha con em chứ. Cái đấy chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. Nhưng em yên tâm, nhân nào quả nấy. Cha con em sống tốt thì trâu nó sẽ tự tìm về. Dạ. Hồng Xiêm! Hồng Xiêm đâu? Con đây, ông gọi con ạ. Mày đang làm cái gì đấy? Bẩm ông, con đang ăn cơm ạ. Trẻ con ăn ít thôi, ăn nhiều cho đầu dạ dày à? Nghe tao dặn đây. Vâng, con nghe ạ. Tao mới mua được con trâu quý, mày phải ngủ ngoài này, coi trâu cho tao. Làng dạo này trộm cắp nhiều. Dạ vâng, con hiểu rồi. Con sẽ lấy chõng tre ngủ ở trước chuồng trâu. Đúng rồi đấy. Cầm chõng ra đây, trăng thành gió mát, ngủ khỏe. Không được ngủ. Phải mở mắt ra trông, nhớ chưa? Dạ, con hiểu rồi. Ngoan, ông thương. Đêm quá, trộm nó đột nhập vào nhà em, bắt mất con trâu. Nó có cái xoáy hình âm dương ở trán ấy. Nó thông minh và nghe lời em lắm. Bỏ tao đi mãi rồi. Cha ơi, con trâu nó về với nhà mình rồi. Cha ơi. Thằng Hồng Xiêm đâu? Dạ. Ông gọi con ạ. Tao đã bảo mày không được ngủ cơ mà. Trâu của tao đâu? Thì trâu vẫn ở trong chuồng mà ông. Đâu? Con trâu đâu hả ông? Câu này tao phải hỏi mày, sao mày lại hỏi tao? Con trâu của tao đâu? Chắc chắn là có trộm rồi. Không trộm thì sao mất được trâu? Sao mày ngu thế? Rõ ràng con đã đặt chõng tre ngang cửa chuồng trâu thế này mà. Làm sao bọn trộm nó có thể lấy trâu qua người con được? Không lẽ nó chui qua gầm chõng tre của con ạ? Sao nó không lấy được? Nó khiêng chõng của mày đặt ra chỗ khác, rồi nhẹ nhàng dắt con trâu ra và đặt chõng của mày vào chỗ cũ. Ơ, sao ông biết? Hay ông thông đồng với trộm? Là tao đoán thế, nhưng tóm lại là mất trâu rồi thằng ngu kia. Thế là mất trâu thật ạ? Mất trâu như thế, ông có giận con không? Thôi, của đi thay người, giận mày cho tao thêm già người à? Thằng nhãi rành này, nó muốn làm mình tức điên lên đây mà. Nhưng còn lâu con nhá, tao sắp đạt được mục đích rồi, tao sẽ gỡ lại hơn chục con trâu.